Kính thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa thôi là toàn thế giới sẽ được chứng kiến màn so tài tranh luận đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 27 tháng 6 tới đây, cuộc tranh biện Tổng thống sớm nhất lịch sử. Hai ứng viên đã chuẩn bị như thế nào? Luật tranh biện là gì? Ai đang dẫn trước? Chúng ta hãy cùng đến với chương trình Cuộc Khỏe Tự nhiên ngày hôm nay quý vị nhé! Vâng thưa quý vị, chỉ còn ít ngày trước khi diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp Biden-Trump tại trường quay của CNN tại Atlanta, tiểu bang Georgia vào ngày 27 tháng 6. Và sẽ có một bộ quy tắc mới mà CNN đã loan báo rằng hai ban vận động tranh cử của các ứng cử viên đều đã đồng ý. Giới quan sát nhận định, cả hai ứng viên đều có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng bởi luật tranh luận đã có sự đổi mới. Đội của ông Biden dự kiến sẽ phải tiếp nhận những cuộc tấn công mạnh mẽ vào sức mạnh thể chất và tinh thần, thành tích kinh tế của đương kim tổng thống, vấn đề nhập cư và cả khả năng bị công kích vào gia đình ông khi con trai Hunter Biden vừa phạm trọng tội. Trong khi đó, nhóm của ông Trump sẽ tập trung vào các kế hoạch điều hành trong tương lai và chuẩn bị phản công vào các vấn đề gian lận bầu cử. Vai trò của ông trong việc làm xói mòn quyền phá thai và hồ sơ pháp lý chưa từng có của cựu tổng thống. Có thể nói rằng cuộc tranh luận này sẽ đầy rẫy những lần đầu tiên có khả năng định hình lại cuộc đua tổng thống. Chưa bao giờ trong kỷ nguyên hiện đại lại có hai ứng cử viên sẽ gặp nhau trên sân khấu tranh luận sớm như vậy trong mùa tổng tuyển cử. Cũng chưa bao giờ cả hai ứng viên tòa Bạch Ốc đối đầu ở độ tuổi cao như vậy và cũng chưa bao giờ một người tham gia tranh luận trong cuộc tổng tuyển cử lại bị kết án trọng tội. Cuộc tranh luận diễn ra chỉ 2 tuần trước khi ông Trump dự kiến sẽ bị tuyên án về 34 trọng tội trong phiên tòa xử tiền bịt miệng ở New York. Như quý vị đã biết, thì cựu Tổng thống đã phản ứng rất gay gắt với làn sóng nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ từ biên giới phía Nam. Dự án xây dựng bức tường biên giới với Mexico của ông vẫn còn dang dở khi ông rời nhiệm sở. Nhưng ông Trump tỏ vẻ cởi mở hơn với những người du học tới Hoa Kỳ. Cách đây vài ngày, ông tuyên bố rằng sinh viên nước ngoài tốt nghiệp từ các trường đại học Mỹ nên được cấp thẻ xanh để ở lại quốc gia này. Và ông Trump sẽ đề cập đến điều gì nữa trong các cuộc tranh biện tới đây? Đây cũng là điểm được dư luận quan tâm. Hai ký giả Jake Tapper và Dana Bass của CNN sẽ điều dài cuộc tranh luận dài 90 phút xen lẫn với hai lần nghỉ quảng cáo. Không có nghỉ quảng cáo xen lẫn trong suốt các cuộc tranh luận trước đây dưới thời Ủy ban tranh luận Tổng thống, cơ quan giám sát tranh luận Tổng thống trong hơn 3 thập kỷ qua. Năm nay sẽ không có ủy ban này giám sát nữa. Lần đầu tiên kể từ năm 1976, cuộc tranh luận tổng thống này sẽ không có khán giả trực tiếp. Và quý vị thân mến, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy rằng cả hai ứng viên có tỷ lệ cử tri ủng hộ rất sát nhau. Dự kiến sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ diễn ra từ nay đến ngày tổng tuyển cử. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về cuộc bầu cử này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi là chương trình Khỏe Tự nhiên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.